Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông, phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và toàn tuyến quốc lộ 1 đề án sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống giám sát của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm là đầu tư đồng bộ, hiện đại để kết nối chia sẻ dữ liệu. Đề án hướng đến nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy cục cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành công an. Tầm nhìn đến năm 2030 hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát chỉ huy điều khiển giao thông.